theo bản cáo trạng, năm 2009, Phạm Bé Tư và vợ là Nguyễn Thị Thu Liễu, tên thật là Nguyễn Thị Lệ Chi, cùng gia đình chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh tới thuê nhà tại thôn 6 xã Tâm Lâm, huyện Di Linh, mở kinh doanh tạp hóa, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Do có mục đích chiếm đoạt tài sản từ trước, nên từ tháng 2 năm 2013, Nguyễn Thị Lệ Chi dùng tên giả, địa chỉ giả, theo giấy chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân của Nguyễn Thị Thu Liễu do Chi nhặt được để ký kết hai hợp đồng mua bán với Ca Dôi, ngụ tại Tâm Lâm, huyện Di Linh, với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Sau đó, Phạm Bé Tư và Nguyễn Thị Lệ Chi thực hiện hành vi gian dối trong việc ký kết hai hợp đồng với chị Ca Dôi để chiếm đoạt số lượng lớn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và một số hàng hóa khác. Ngoài ra, vào ngày 1 tháng 3 năm 2013, Nguyễn Thị Lệ Chi còn có hành vi gian dối để Ca Dôi đưa 250 triệu đồng thế chân mua xi măng và cam kết ngày 1 tháng 3 năm 2014 sẽ hoàn trả cả gốc và lãi. Sau khi nhận được tiền cùng hàng hóa, Tư và Chi đã bán cho người khác với giá rẻ hơn để lấy tiền rồi cùng gia đình bỏ trốn đến xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và dùng số tiền chiếm đoạt mua nhà, xe ô tô để con gái đứng tên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trong quá trình điều tra, hai bị cáo đã ăn năn hối cải, thành thật khai báo, đồng thời đã bồi thường cho người bị hại được hơn 350 triệu đồng và đồng ý cấn trừ căn nhà ở Bình Dương để trả nợ. Do đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lệ Chi 13 năm tù giam, bị cáo Phạm Bé Tư 8 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho bị hại là Ca Dôi với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Tài xế taxi Mai Linh, Bùi Quốc Khánh, sinh năm 1975, điều khiển xe biển số 51F25887, cho biết trong quá trình lưu thông từ Brent về Đà Lạt, đến khu vực lưu lượng phương tiện đông nên anh Khánh chạy từ từ và dừng lại cho các phương tiện ngược chiều đi qua. Đến lúc này, có 4 thanh niên nam nữ điều khiển 2 xe máy đi sau. Do không quan sát đã đâm vào đuôi xe taxi. Vừa mở cửa xe xuống, anh Khánh đã bị nhóm thanh niên này lao vào đánh và dùng tua vít dài đâm nhiều nhát.